tất cả các loài vật, dù hùng mạnh đến đâu cũng đều phải có thiên địch trong tự nhiên để kiểm soát chúng. Đây là loài kỳ đà lớn nhất và dẻo dai nhất của Australia. Nặng khoảng 15 kg và dài hơn 2,7 m. Kỳ đà khổng lồ là vua kỳ đà, một kẻ săn mồi đáng gờm mà hiếm loài vật nào dám gây rối. Con đực to lớn này là kẻ rình rập khét tiếng trên sa mạc và nó đang đói bụng. Nó sử dụng các giác quan được tinh chỉnh để lùng sục bãi cỏ. Mắt nó được che chắn khỏi ánh nắng mặt trời và nhạy bén với những chuyển động nhẹ nhất. Liếm không khí với chiếc lưỡi của mình, kỳ đà nếm những dấu vết hóa học yếu ớt của con mồi. Gần như không có thứ gì thoát khỏi sự chú ý của nó. Phần lớn thời gian, nó vẫn sống ổn với động vật gặm nhấm nhỏ. Tại đây, vùng nội địa cằn cỗi của Australia, những bữa ăn thịnh soạn rất hiếm, nên nó chấp nhận ăn xác thối. Nhưng một kẻ đi săn chủ động và to lớn như nó, đôi khi cần một bữa ăn lớn hơn. Một con kỳ đà khổng lồ với kích thước này sẽ chủ động săn gấu túi mũi trần, thậm chí chó dingo đơn độc. Nhưng kỳ đà khổng lồ hướng sự chú ý đến một thử thách rất khác. Nó bắt gặp một con rắn muga mới dùng bữa gần đây, là một trong những loài rắn độc nhất hành tinh. Muga là mối đe dọa thực sự với đa số động vật bò sát, nhưng kỳ đà khổng lồ không chùn bước. Con rắn không phải mối đe dọa lớn với nó. Nó quá to lớn và qua thời gian dài cùng tiến hóa, kỳ đà khổng lồ đã phát triển khả năng kháng nọc rắn. Vì thế, rắn Muga mới là kẻ gặp nguy hiểm. Kỳ đà khổng lồ không do dự. Đó là một bữa ăn lớn, giúp kẻ đi săn đấng gờm này có đủ năng lượng để rình bắt con mồi tiếp theo.